Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 8 tháng 6 kêu gọi Bắc Triều Tiên nên ngừng ngay lập tức những khiêu khích về chương trình hạt nhân và tên lửa sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa nghi có khả năng chống hạm vào sáng sớm cùng ngày. Ông Moon nói Seoul sẽ không lùi bước hoặc thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân, cũng như sẽ không ngừng nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt và đối thoại. Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho hay Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hôm 8 tháng 6 từ thị trấn Wonsan ở phía đông. Các tên lửa này bay được khoảng 200 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Bắc Triều Tiên trong một tháng qua, được thực hiện sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp chế tài mới đối với chính quyền của ông Kim Jong-un vào tuần trước. Ba vụ thử trước đều liên quan tới tên lửa đạn đạo. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng dường như quyết tâm phát triển một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ.